Hello, xin chào các bạn. Hôm qua mới đi siêu thị Ecbat của Hàn Quốc về. Thì các bạn biết người Hàn Quốc họ rất là thích ăn thịt chó các bạn. Nhưng mà hôm qua mình vô mình thấy họ bán cái món này tiếng Việt Nam người ta gọi là giả cày các bạn. Nhưng mà cái này là thịt heo các bạn, không phải thịt chó nhé. Cái này nó gọi là boiled hog, có nghĩa là thịt đùi heo rút xương. Nhưng mà Việt Nam của mình họ họ thường hay nấu giống như là thịt heo giả cày gì đó, giống như là thịt heo mà nấu thành thịt chó rồi đó. Mình thấy rất là ngon cho nên bữa hôm nay mình sẽ mua về để quay cho bạn coi nha. Mới nói mà chẳng biết. Còn đây là dội chường. Nhưng mà dội chường này của người Hàn Quốc làm. Cho nên bữa hôm nay mình sẽ ăn dội chường của Hàn Quốc với lại thịt giả cày. Để mình đi nướng nó lên rồi mình sẽ ăn review các bạn nha. Thì sau khi mà mình bỏ thịt vô nướng rồi thì mình có chuẩn bị thêm một chút xíu rau nữa và mắm nêm theo công thức gia truyền của mình. Và bánh hỏi bữa hôm nay mình sẽ ăn đồ Hàn Quốc theo công thức Việt Nam các bạn nhé. Nhưng mà nếu mà ăn như vậy không thì sẽ rất là ngán các bạn, cho nên mình có một cái bịch đây nữa. Mỗi lần mà mình đi vô chợ Hàn Quốc các bạn, mình thấy rất là thấy có nhiều đồ thú vị các bạn. Người Hàn Quốc họ họ có rất là nhiều món ngon các bạn ha. Thì mình thấy cái bịch này các bạn, đây là bịch súp của người Hàn Quốc. Thì mình cái này mua về hầm là ăn thôi các bạn, không cần phải nấu nó. Cái này giống như là mì ăn liền vậy đó, các bạn thấy không? Bây giờ mình sẽ hâm nó lại và mình sẽ ra mình ăn chung với lại thịt chả cầy các bạn ha. Mình đi vô Hàn Quốc, chợ Hàn Quốc mình thấy cái gì nó cũng vui các bạn, không có nhiều thứ. Bây giờ coi bộ là thịt của mình nó sắp chín các bạn, thơm quá. Mặc dù thịt heo nhưng mà họ ướp cái gì trọng nó thơm các bạn. Ok, bây giờ thì mình sẽ đổ cái bịch này vô đây các bạn ha. Họ nói là chỉ cần thơm quá à. Chỉ cần hâm nó lên sôi là ăn được rồi. Trong này nó có rất là nhiều rau củ quả luôn. Thịt bò. Nó có thịt bò nè, tàu hũ nè, ớt nè, ok. Trời thơm quá. Ok, bây giờ mình đi hâm nó lại đã. Hâm lại rồi ăn ha bạn ha. Ok các bạn ơi, như vậy thì dồi trường đã nướng xong rồi. Bánh hỏi thịt quay giống như mình đang ăn cơm, giống như là của người Hàn Quốc vậy đó. Okay. Đây là cái súp mà mình mới nói đây. Thì bữa hôm nay mình sẽ thưởng thức đồ ăn Hàn Quốc mới mua ở chợ Ếch Mạc. Ăn đồ ngon là phải có rượu ngon các bạn. Nói chung là đồ ăn tới lui thì cũng chỉ có thịt bò, thịt heo, thịt gà thôi. Nhưng mà cái cách chế biến á, mình phải làm sao mà cho nó ngon các bạn ha. Bây giờ để mình khui rượu cái đã. Trời, nhìn nhìn cái dĩa này, nhìn cái dĩa này nó giống như là mình đang ăn thịt chó thiệt kìa các bạn. Nó hấp dẫn quá các bạn ơi. Đấy. Rồi. Bây giờ trước tiên mình sẽ nhắm một miếng này đã, mới nướng xong mà nóng hổi rồi. Ồ, đây là miếng thịt heo. Trời, cái da lợn không biết nó làm cái gì mà nó béo các bạn. Không biết cái gì. Chả nó làm gì đó. Ngon quá. Bây giờ nè, thấy không? Chỉ một miếng giò heo bình thường thôi mà nó làm cho mình phải muốn ăn này. Nhưng mà nhìn sơ sơ nó giống thịt chó thiệt. Ngon quá rồi ơi. Ở đây thì mình có chút mắm nêm mình mới pha bỏ đây. Công thức gia truyền của nhân loại. Ăn cảm ơn rồi. Ô, chặn ly cái đã. Quá đã. Trời, uống một ly bia mát rượi vô. Đời còn gì vui nữa. Bây giờ để mình thử ăn thử cái súp
súp bò nữa các bạn ha. Cái này nó giống như là ru hay là bò kho ở Việt Nam gì đó. Quá vừa ăn luôn. Các bạn thấy không? Mình mua cái bịch đó về, cái bịch đó ở chợ Hàn Quốc nó chỉ bán có $3 thôi à. Thì cái này là dành cho những cái bạn nào mà thật sự rất là thích ăn đồ Hàn Quốc, mà mê đồ ăn Hàn Quốc đó, thì các bạn đi vô chợ Esmart không, mình mua về mình khỏi cần nấu. Mình mua cái bịch này chỉ có $3 thôi mà mình nấu ra được một tô rồi, nó chính gốc Hàn Quốc luôn. Mà mình khỏi cần mua nhiều, tại vì mình mua về mình nấu nó không có ra cái gì, mình bỏ uổng các bạn ha. Nó giống như mấy lần mà mình đi ăn ăn nhà hàng của người Hàn Quốc họ nấu gì đó, họ múc ra cho mình một chén súp nhỏ xíu nè, là y chang vậy luôn, không có khác gì đó. Không, mình khỏi mất công lên mạng học hỏi cái gì đó, chạy thẳng vô chợ Esmart mua. Thì mỗi một ngày các bạn biết không, họ có cái quầy này là họ nấu là cơm trộn nè, gỏi cuốn nè, kim chi nè. Thì mỗi một ngày họ nấu sẵn luôn, mình chỉ cần vô mình lấy về thôi, mình khỏi mất công nấu nướng luôn các bạn ha. Đó. Mà cũng khá là rẻ luôn cho nên mình không cần phải mua nữa đó. Đây là khúc giò chường, để coi giò chường của người Hàn Quốc với lại giò chường của người Việt Nam cái nào ngon các bạn ha. Nói chung mà mình cảm thích ăn giò chường của người Việt Nam hơn, cái nào ngon mình nói ngon, cái nào dở mình nói dở các bạn nhé. Nhưng mà có nhiều người á, có nhiều người họ mê đồ Hàn Quốc các bạn, cái gì họ ăn cái gì là cũng phải ăn đồ Hàn Quốc. Hàn Quốc nhiều khi họ chê đồ ăn Việt Nam, nhưng mà có nhiều đồ ăn Việt Nam cũng ngon hơn đồ Hàn Quốc các bạn ha. Quá đã luôn. Thì ở bên Việt Nam ăn thịt chó thì thường thường người ta có một cái gì thịt chó nè, muối ớt nè, gừng ghiền nè, củ kiệu nè và củ đế nè đó. Nhưng mà mình không ăn thịt chó cho nên mình ăn giả cầy các bạn, mình ăn thịt heo. Có nhiều người họ nói ăn thịt chó là ác lắm, thôi ăn thịt heo đi cho đừng nó ác. Tại vì dù sao ăn thịt heo nó có phước hơn ăn thịt chó các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ bỏ gao vô đây ha, bỏ gừng ghiền vô tạo cảm giác lên, bỏ đậu hũ vô nữa các bạn ha, hay mà để ăn riêng đi. Bây giờ mình sẽ chấm với lại mắm nêm. Quá ngon luôn. Các bạn biết không, ở bên Mỹ này á, ở bên Mỹ này thời gian nó rất là bận rộn thôi, thì cái hình thức mà những cái siêu thị họ nấu nấu đồ ăn sẵn, họ gói lại, họ bán á, mình chỉ cần vô chổng. Bữa hôm nay mình sẽ ăn cơm trộn đúng không, mình vô mình lấy cơm trộn mình đem về mình ăn khỏi nấu. Bữa hôm nay mình sẽ ăn giò chường đúng không, mình vô mình lấy giò chường về khỏi nấu, nó khá là tiện cho mình và nó khá là rẻ các bạn. Ok. Thì không phải chỉ có người Hàn Quốc họ làm như vậy, người Việt Nam mình cũng có đó các bạn. Nhưng mà khi mà người Việt Nam của mình họ làm gì đó thì họ không có thành công giống như người Hàn Quốc các bạn, biết tại sao không? Chẳng hạn giống như là bữa hôm nay mình vô chợ Hàn Quốc, ok, mình thèm ăn súp bò Hàn Quốc, mình mua một gói súp bò về thì nó cũng khá là rẻ thôi, nó không có gì gọi là mắc cả. Thì mình mua về mình ăn thì mình thấy ngon, ok. Thì họ bán rất là chạy các bạn,
hay là mình mua giò trường gì ăn thì giò trường họ bán quá là chạy, chả cầy họ bán quá là chạy, nói chung là tất cả những cái món ăn ngoài Hàn Quốc họ làm ra đó họ bán rất là chạy. Thì người Việt Nam của mình cũng bắt chước theo các bạn, họ cũng bán với chẳng hạn như là canh chua, cá chiên, bún bò Huế, chè. Thì những cái người nào mà họ không có ăn chè thì họ chạy vô họ lấy hũ chè về họ ăn. Những người nào mà thèm ăn bún bò Huế thì họ vô họ lấy một hộp bún bò Huế về họ ăn, họ lấy phở về họ ăn các bạn. Nhưng mà các bạn biết không, những cái người Việt Nam của mình đó họ làm ăn theo cái kiểu gọi là không có lâu dài các bạn. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Cũng giống như bữa hôm nay cái giò chừa này đi, cái giò chừa này của cái chợ Hàn Quốc bán là 3 đồng, thì họ chỉ bán có 3 đồng thôi các bạn, họ họ không lên giá. Ok, nhưng mà bữa hôm nay cái bà Việt Nam kia bà bán bún bò Huế, là bà bán cái hộp bún bò Huế là 5 đô la đi, thì bà thấy đông người ăn quá cái tuần sau cái bà nâng giá lên là 6 đô la bạn. Thì người Việt Nam nói trời, cái bà Việt Nam này nấu dở ẹt mà lên giá, các bạn hiểu không? Thì lúc đầu bà bán ra đó thì bà bán là 5 đô la, nhưng bà thử coi coi có ai mua hay không, bà thấy người ta mua nhiều quá cho nên tuần sau bà lên 6 đô la bạn. Thì cũng có người ta chịu mua đi, lên có 1 đô la cũng không sao bạn. Thì bà mới bắt đầu bán cá chiên các bạn. Thì lúc đầu một con cá ở chợ bán chỉ có 3 đô la thôi, nhưng mà bà mua về bà chiên thì bà bán 10 đô la cũng được đi, hơn công người ta chiên mà. Nhưng mà bà thấy người ta chiên người ta mua nhiều quá, tuần sau bà lên tới 15 đô la các bạn. Thì người ta nói trời, mà con cá này mua chiên chút xíu mà tính 15 đô la, thôi bà để ở nhà bà ăn đi đó. Thì các bạn thấy không, cái chợ Hàn Quốc này á họ làm họ để đó không một một giá thôi, họ để nguyên giống như là giò chường đúng không? Thì bữa hôm nay cái giá là 3 đô la cho một cái dĩa giò chường này, hôm bữa nay mình thèm ăn giò chường mình vô mình mua là 3 đô la, mấy tháng sau mình lên lại nó cũng vẫn là 3 đô la. Nhưng mà bữa nay các bạn vô chợ Việt Nam các bạn ăn bún bò Huế, ok, một tuần sau các bạn vô bún bò Huế nó nhiều khi nó mắc gấp đôi mà. Thì giờ cái bà Việt Nam mới nói là thôi bán gì mới lợi, giống như là không phải họ 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 muốn làm ăn lâu dài, họ chỉ muốn là gom được bao nhiêu là hay bấy nhiêu thôi. Ok, thì đó chính là lý do tại sao các bạn không thấy những cái chợ Việt Nam họ bán đồ ăn giống như người Hàn Quốc như vậy, tại vì họ cứ đổi cứ lên giá hoài à. Ok, cũng giống như các bạn biết không, có cái bà kia ok, thì bà mới tới chợ Việt Nam, bà nói là cô ơi, cô cho tôi để bánh tét ra bán nha. Thì các bạn biết không, ở bên Mỹ này á thì bánh tét nó không phải gọi là hiếm bạn, nhưng mà để có thời gian mà nấu bánh tét á thì các bạn không có thời gian, thì cho nên những cái bà này bà mới ở nhà bà gói bánh tét và bà đem đi vô chợ bà bán. Ok, thì lúc đầu á bà gói một cái đòn bánh tét á, bà bán chỉ có 7 đô la một một đòn thôi, là 7 đô la một đòn bạn. Thì người Việt Nam mua quá nhiều các bạn, người Việt Nam mua quá nhiều luôn cho nên bà không có đủ để mà bà bán bạn. Thì bây giờ bà bắt đầu bà lên giá là 14 đô la một đòn bạn, là mắc gấp đôi luôn nha. Ok, người Việt Nam cũng mua nữa, tại vì trời ơi lâu lâu mới có bánh tét ăn mà, thôi cho bà lên giá luôn bạn. Thì bây giờ gần tới Tết các bạn biết không, gần tới Tết rồi, bây giờ bà bán là 24 đô la một đồ bánh tét. Các bạn nghĩ coi, hồi 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 mới mấy tuần trước bà bán 7 đô la một đồ bánh tét, mà bây giờ mấy tuần sau bà bán lên 24 đô la một đồ bánh tét. Thì người ta nói là thôi bà giữ ở nhà bạn luôn đi đó. Xong rồi bà không có ai mua các bạn, trời ơi 24 đô la một đồ bánh tét, thôi giữ giữ ở nhà ăn luôn đi nha, đừng 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 đem bán nữa. Thì không có ai mua cả các bạn, cho nên bà mới hạ giá xuống là 11 đồng một đồ bánh tét. Rồi bây giờ người ta giận, người ta không mua luôn, mày bà đem về nhà bạn đi bà. Các bạn thấy không, tại vì á họ không có chịu gọi là làm ăn theo kiểu lâu dài các bạn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ngon quá bạn ơi. Thì đó đó chính là một cái phương châm làm ăn các bạn ha. Thì nói chung là cái này cũng ngon mà, ngon. Với lại các bạn biết không, cái chợ Hàn Quốc này á, khi mà nó, họ nấu họ để lên cửa hàng họ bán đó, là cái mục tiêu của họ là họ bán cho tất cả mọi người, họ bán cho người Việt Nam, người Mỹ, người Tàu, người Thái Lan, nói chung là ai muốn ăn đồ Hàn Quốc thì có thể vô đây mua, ok. Nhưng mà khi mà người Việt Nam họ nấu, chẳng hạn như là họ nấu bánh tét, bún bò Huế hay là phở, thì họ chỉ chú trọng vô người Việt Nam thôi, ok. Thì chẳng hạn như là cái bà kia bà bán phở, bà nấu ở nhà xong rồi bà đem vô chợ Việt Nam bà bán, thì có người vô người ta mua phở về ăn các bạn, thì người ta mua về ăn, người ta chơi, người ta nói trời phở gì nấu dở ẹt chạy đó, thì người này chơi người kia chơi, cho nên ghét rồi cái họ không làm nữa các bạn đó. Nói chung là cũng rất là khó khi mà các bạn chỉ chú trọng vô cái thực khách là người Việt Nam thôi. Đúng không? Chẳng hạn giống như bữa hôm nay mình đi vô chợ Hàn Quốc, không, mình là người Việt Nam, mình đi vô chợ Hàn Quốc mình thấy cái tô súp là của người Hàn Quốc này nó khá là hay, mình là mua mình ăn. À thì mình phải mua về mình ăn thử mình mới biết được nó ngon hay dở. Thì vài bữa nữa nếu mà mình tự nhiên mình thèm đồ ăn Hàn Quốc thì mình có thể vô đây bây giờ mình mua cái này mình ăn nữa, ok đó. Nó có nhiều loại lắm, nó sao mới biết hết. Đó, và mình có thể mua những cái loại khác mình ăn, ok. Còn chẳng hạn giống như bữa hôm nay mình đi xuống chợ Việt Nam thì mình thấy có cái người bán phở ở trong chợ Việt Nam, mình vô mình ăn, không, bữa nay mình ăn tô phở là 9 đô la, ngày mai mình lại mình ăn cái họ ăn lên tô phở là 11 đô la, xong rồi vài bữa nữa họ ăn lên tô phở là Nó xấu quá. họ đang lên từ phở lần 12 đô la các bạn, mình nói là quá mắc đó. Bây giờ mình sẽ ăn tiếp tục các bạn ha. Này nó bị nhão rồi. Không được dính với nhau. Bỏ một miếng tày vô đây, bỏ một miếng thịt chó vô đây, bỏ một miếng rau vô đây, rồi cuốn nó lại, chấm vô đây. Hấp phải. Nhưng mà mình thích ăn cái giò bên Việt Nam hơn. Cái giò bên này á, nó có bỏ nhiều thứ vô giống như bên Việt Nam của mình. Nó bỏ nếp nhiều. Thành ra ăn thấy nó dẻo dẻo. Ăn phải cái chấm nó chứ. Rồi. Cái phương châm làm YouTube của mình đó là hết bia là hết clip các bạn ha. Là còn bia là còn lít. Thì cái này là mình nói thiệt với mình không phải nói xấu ai các bạn nhé. Các bạn biết không? Theo tất cả những năm tháng mình sống ở Mỹ á, thì mình len lỏi vô cộng đồng của người Trung Quốc, cộng đồng của người Mỹ, cộng đồng của người Hàn Quốc và cộng đồng của người Việt Nam của mình, thì mình thấy một cái điều rất là hay các bạn. Đây.
Chẳng hạn như các bạn biết không, chẳng hạn như khi mà các bạn đi vô một cái khu phố của người Trung Quốc á, thì cái ông kia ông bán vịt quay, ok, một con vịt quay là 9 đô la, ok. Thì khi mà cái ông này ông mở cái cửa hàng khác thì ông vẫn phải giữ là 9 đô la, ok. Rồi vài bữa nữa có một ông Trung Quốc tới nữa thì cái ông Trung Quốc này ông phải bán là 9 đô la, ông không được bán 8 đô la, ok. Thì khi mà người Trung Quốc họ 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 bán á, họ thì nếu mà cái ông mà mới mở á, ông bán người ta ông không được bán 8 đô la, ông phải bán 9 đô la các bạn, ok. Rồi mặc dù có nhiều người tới trả giá là thôi bán 8 đô la thôi, ông không bán các bạn, ok. Rồi khi mà các bạn vô chợ Hàn Quốc á, thì ví dụ như mà các bạn đi vô chợ Hàn Quốc á, bạn thấy không, thì người Hàn Quốc họ rất là lịch sự các bạn. Các bạn coi phim Hàn Quốc các bạn cũng biết rồi, oppa 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 nhé. Thì khi mà các bạn vô chợ Hàn Quốc thì người Hàn Quốc họ phục vụ các bạn rất là lịch sự các bạn, ok. Các bạn vô khu 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 của người Trung Quốc á, thì nhiều khi họ họ giống như là họ không nói chuyện với các bạn, chứ giống như là họ chỉ nói chuyện với người Trung Quốc thôi, ok. Nhưng mà khi mà các bạn vô người vô khu của người Hàn Quốc á, thì người Hàn Quốc họ họ vẫn nói chuyện với các bạn rất là lịch sự các bạn nha. Họ không có phân biệt các bạn là người Việt Nam hay là người Thái Lan hay là người Tàu gì cả. Đó chính là cái sự khác biệt của những cái khu Hàn Quốc. Người Hàn Quốc họ rất là thân thiện các bạn, ok. Và họ nấu rất là nhiều món, nhưng mà cái giá của cái khu Hàn Quốc á, thì nó đắt hơn cái giá của khu Tàu các bạn. Chẳng hạn giống như là một con vịt quay ở bên khu Tàu á là 9 đô la, nhưng mà một con vịt quay ở bên khu Hàn Quốc á nó lên tới 14 đô la lận các bạn nhé. Tại vì người người Hàn Quốc họ chú trọng cái chất lượng hơn, ok. Người Tàu họ họ giữ giá, ok. Nhưng mà khi mà các bạn qua cái khu của người Việt Nam á, ok, thì bữa hôm nay họ bán 9 đô la, cái ngày mai con vịt đó mà nó bị ế á, cái họ bán là 7 đô la các bạn, ok. Rồi vài bữa nữa cái người ta mua nhiều quá cái họ lên là 22 đô la các bạn, ok. Nói chung là tùm tùm lum giá nha. Đó. Quá ngon các bạn. Bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây. Hẹn gặp các bạn trong video clip lần sau nhé. Bye bye các bạn. Hy vọng các bạn sẽ rất là thích cái món thịt chó này của mình. Cái này gọi là giả cầy các bạn nhé. Thịt heo mà giả cầy. Ok. Các bạn nhìn cái dĩa là các bạn thấy nó giống như là thịt cầy rồi đúng không? Tạm biệt các bạn.